Vâng, xin chào bà con và anh em đang nghe chăn nuôi dê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý bà con và anh em về một cái chủ đề, đó là tại sao dê mẹ đủ sữa mà dê con vẫn cứ chết. Thì với cái tỷ lệ chết nó cũng khá là cao, 20 đến 30%. Thì cái thông tin này á, mình nhận được từ những cái trại chăn nuôi anh em gửi về cho mình, khá là anh em gặp cái trường hợp này. Trước đây mình chăn nuôi ở cái mô hình bán chân thả thì mình không có gặp cái trường hợp là dê con nó chết trong khi là dê mẹ vẫn đủ sữa. Thì thông qua những cái vấn đề mình trao đổi với các anh em trại dê, mình hỏi về vấn đề dịch tễ này, vấn đề phòng trị bệnh này, thì anh em dùng rất là tốt. Họ vẫn ngừa cầu trùng, họ vẫn ngừa viêm phổi và thậm chí là ngừa cả tụ huyết trùng. Nhưng mà khi thấy những con dê nó có cái biểu hiện buồn buồn, nó bỏ bú là bắt đầu nó lủi dần và nó kêu la, nó chết, không có cách gì chữa cả. Bên cạnh đó là có những cái trại rất lớn các bạn, người ta nuôi quy mô 1.000 con, sinh ra là 1.000 con dê con mà chết tới 200 con, thì tỷ lệ này nó hao hụt rất là lớn. Sau khi dê nó chết á, thì mình có yêu cầu một số trại là mổ khám, và khi đó là phát hiện ra là khi con dê con chết là mổ cái dạ dày ra thì thấy nó rất là nhiều cái sữa, nó bị chua, bị thối và nó có tủa, nó vón sữa cục trong đó. Thì thông qua những cái vấn đề về dịch tễ và mổ khám á, thì mình có một cái kết luận như thế này đó. Tại sao con dê con nó chết mặc dù là dê mẹ vẫn đủ sữa? Đa phần những cái trại mà bị cái hiện tượng dê nó chết từ 20 đến 30% á, là nuôi theo cái quy mô công nghiệp. Cái thức ăn mà họ sử dụng là cái lượng cám khá là nhiều trong cái khẩu phần ăn của con dê. Và khi cái thời điểm mà dê mẹ nó sinh á, thì cái lượng cám cho ăn hàng ngày, ví dụ là 400g là 500g một ngày, thì đây là một khẩu phần ăn bình thường. Khi mà nó mang bầu đó, thì các cái trại họ vẫn cho ăn bình thường đấy. Nhưng mà đến khi nó đẻ rồi á, thì cái lượng cám này con mẹ nó ăn bao nhiêu thì nó sẽ dường như là nó sẽ tiết ra sữa hết, nó tiết ra sữa nuôi con. Con mẹ ăn cái gì thì con dê con bú sữa là cái chất đó. Bởi vậy nên là cái chất lượng sữa lúc này á, là nó rất giàu đạm, nó rất giàu tinh bột, nó rất giàu chất béo. Tại sao giàu mà dê con lại chết? Vì như thế này các bạn, khi mà dê con nó bú cái sữa giàu dinh dưỡng đó, thì tại vì con dê con lúc này cái cơ thể nó mới sinh ra, nó chưa có những cái enzyme để mà tiêu hóa cái thức ăn giàu đạm, chưa có enzyme để mà tiêu hóa những thức ăn giàu chất béo, và chưa có những cái enzyme để mà tiêu hóa những cái chức năng như tinh bột. Bởi vậy nên là cái lượng thức ăn nó bị tồn lưu. Ví dụ như nó uống vô ngày đó là 100ml sữa, thì những cái chất dễ tan, dễ tiêu thì nó tiêu hết rồi, nó sẽ còn tồn đọng lại một ít, tồn đọng lại 10%, ví dụ vậy ha. Rồi hôm sau nó bú sữa tiếp thì nó cứ tồn đọng mỗi ngày một ít như vậy các bạn. Nó tồn đọng mỗi ngày một ít. Và đến khi cái lượng sữa nó quá lớn, cái lượng sữa tồn đọng quá lớn, lý do tồn đọng là do nó không có tiêu hóa hết được các bạn. Và không tiêu hóa hết được là lý do là chất lượng sữa nó quá cao, nó khó tiêu đó. Thành ra là nó đóng cục. Và khi nó đóng cục á, là con dê bắt đầu nó có cái triệu chứng là thương hàn, bỏ ăn, sình bụng nhẹ, buồn, và có những cái biểu hiện là kêu la và sau đó là chết. Đấy là cái nguyên nhân chính mà làm cho con dê con nó bị chết nha các bạn. Đó là do chất lượng sữa nó quá cao. Trong khi đó là những cái bạn mà chăn nuôi ở quy mô là thả núi, hoặc là bán chân thả, hoặc là nuôi cho ăn cái lượng cỏ rất là nhiều, thì chúng ta sẽ thấy là nó không có cái hiện tượng này. Dê con không có bị chết do hiện tượng là sữa nó bị không có tiêu hóa hết. Đấy, thì các bạn chăn nuôi quy mô đó thì không có thấy không?
thẻ núi, thẻ rừng, hoặc là đồi núi, hoặc là cho ăn lượng cỏ đầy đủ, hoặc là nuôi nhốt, nhưng mà các bạn biết cách điều tiết, biết cách giảm cái khẩu phần ăn xuống thì nó không sao cả. Và giải pháp á, giải pháp mà được các bạn khắc phục cái hiện tượng này á thì nó cũng khá là đơn giản, không có gì khó không. Những cái trại mà mình vừa nói trên đó, sau khi mình nghe và mình tư vấn cho họ thì hiện nay đã ổn định hết rồi. Hiện nay mình tư vấn cái cách họ điều chỉnh lại cái khẩu phần ăn thì nó đã tạm ổn hết rồi. Thì bây giờ rất là đơn giản không, sau khi do mẹ sinh thì chúng ta sẽ không có cho ăn cám nữa nha các bạn, không cho ăn cám, mà thay vào đó là chúng ta sẽ cho ăn cỏ đa dạng lên đó. Cho ăn cỏ đa dạng, đầy đủ các loại cỏ, ví dụ như là cái cây lá mít này, lá mít này, hoặc là lá son này, thì cái những loại lá này nó sẽ tạo sữa rất là nhiều đó. Các bạn cho ăn càng đa dạng càng tốt, thì cái lượng đạm trong lá cây á nó rất là thấp, nó chỉ là 1%, 1-2% thôi, và những cái chất nó rất là dễ tiêu, thành ra là cái chất lượng sữa mà nó tạo ra từ cái việc là con dơ con nó ăn cây cỏ đó thì nó rất là dễ tiêu. Con dơ con nó ăn, nó hấp thụ, nó uống vô nó hấp thụ được, nó không có bị tồn đọng cái lượng sữa bị kẽn ha. Vậy các bạn chỉ cần thay đổi như vậy thôi là nó sẽ không có vấn đề là dơ con chết do hiện tượng là khó tiêu. Cái vấn đề nữa là các bạn đừng có lo lắng về cái chuyện là nếu mà không có bổ sung cám á, thì sợ cho con nó thiếu sữa. Không phải vậy các bạn. Trong cái tuần đầu á, khi cái bầu sữa của con dơ mẹ nó lớn á, lúc này con dơ con nó còn nhỏ, nó còn nhỏ, thì cái lượng sữa nó bú hàng ngày rất là ít. Cái nhu cầu sữa của con mẹ tiết ra, chúng ta không cần phải bổ sung cám trong một tuần đầu, không cần bổ sung, thì cái chất lượng sữa nó vẫn tốt để nó nuôi con. Các bạn chỉ là các bạn không cần phải bổ sung lượng cám rất là lớn trong những cái trong cái tuần đầu nha. Cái thứ hai nữa là đến cái tuần thứ hai á, chuyển qua giai đoạn thứ hai là lúc này cũng như con bắt đầu nó lớn, nó uống sữa nhiều hơn, nó khỏe hơn, thì lúc này chúng ta sẽ nâng lần cái lượng cám mà các bạn có thể là cho ăn một ngày đầu tiên ngày thứ 8 ha. Các bạn cho ăn 500 g, ngày 9 cho ăn 200 g, ngày thứ 10 cho ăn 300 g. Mà tốt nhất là các bạn duy trì ở cái mức là 300 g một ngày là nó vừa phải, giờ mẹ nó ăn nhu cầu đó là được rồi. Cái lượng đạm, lượng cám nó là 300 g một ngày chia làm 2 bữa thì nó sẽ phù hợp hơn là chúng ta cho ăn cái lượng cám quá nhiều nha các bạn. Các bạn chỉ cần là điều chỉnh bấy nhiêu đó thôi thì chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả, giờ con nó không có bị chết do hiện tượng là bị thừa sữa nữa nha các bạn. Thì thời gian tới mình sẽ tiếp tục mà soạn một cái tài liệu chuẩn và chỉnh về cái quy trình chăn nuôi dơ con để các bạn giảm bớt cái thiệt hại trong cái việc là chăn nuôi dơ con ha. Thời gian trước thì mình cũng đã có soạn hai cái bộ tài liệu về quy trình chăn nuôi dơ mẹ sinh sản này, quy trình chăn nuôi dơ vỗ béo này. Thì những anh em bà con nào mà chưa nhận được cái tài liệu đó thì hãy liên hệ Zalo với mình. Mình sẽ gửi cái tài liệu bằng cái file PDF để cho các bạn tham khảo. Còn những cái anh chị nào, những cô chú nào lớn tuổi mà không có đọc được thường xuyên trên điện thoại thì nói mình in cái tài liệu này ra, và in cái tài liệu bằng giấy A4 các bạn, gửi cho cô chú anh chị đọc cho nó dễ và chúng ta tiện theo dõi hơn. Và mình sẽ cố gắng ra cái bộ tài liệu về quy trình chăn nuôi cho con để cho các bạn giảm cái thiệt hại trong chăn nuôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý con ở những video clip tiếp theo.